Xuất khẩu gạo Việt Nam những tháng đầu năm nay có nhiều thuận lợi, giá được hỗ trợ tốt từ nhiều yếu tố, nhưng xu hướng này sẽ khó duy trì trong những tháng còn lại của năm nay. Đây là nhận định của ông Huỳnh Minh Huệ, Tổng thư ký Hiệp hội Lương thực Việt Nam tại hội nghị mới đây của ngành lương thực. Theo ông Huệ, xuất khẩu gạo trong 5 tháng đầu năm nay diễn biến tương đối đặc biệt so với cùng kỳ các năm trước. Trong quý 1, tiến độ xuất khẩu tăng cao, lượng xuất tăng đến 50% so với cùng kỳ, đạt khoảng 1,45 triệu tấn. Nguyên nhân là do hợp đồng ký kết cuối năm 2015 chuyển sang còn nhiều, hợp đồng mới được ký sớm. Nhưng từ tháng 4 trở đi đến tháng 5, xuất khẩu chậm lại và có xu hướng giảm do nhu cầu mới không nhiều. Lượng xuất khẩu trung bình khoảng 400.000 tấn một tháng so với mức 600.000 tấn một tháng trước đây. Đây cũng là điều bất thường vì xuất khẩu gạo Việt Nam thường tăng cao vào quý 2 do nguồn cung từ các thị trường khác hạn chế vào thời điểm này. Từ đầu năm đến tháng 5, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam chào bán cao hơn các nguồn cung khác như Thái Lan, Pakistan, Ấn Độ. Nhưng hiện nay, giá chào bán lại thấp nhất trong các nguồn cung. Với tình hình hiện tại, VFA dự báo giá bán khó có thể tăng đột biến trong những tháng cuối năm như dự báo trước đây. Trong thời gian qua thì nhiều cái thông tin là đánh giá là do cái hạn hán, do xâm nhập mặn, do thay đổi thời tiết, sản lượng nó tụt giảm và nó sẽ tạo ra một cái xu hướng tăng giá trên thị trường. Nhưng mà gần đây thì tình hình nó có một cái thay đổi là mùa mưa tới trở lại rất là bình thường. Và đặc biệt là dự báo cái mùa mưa ở Ấn Độ là tốt hơn bình thường. Đấy, do đó sản lượng cũng sẽ tiếp tục coi như giữ ở mức độ ổn định và có thể nhiều hơn ở một số cái nước sản xuất. Do đó tôi nghĩ rằng là cái cung cầu nó vẫn tiếp tục nó cân đối ở cái mức độ là bình thường và xu hướng giá thì nó cũng không có cái đột biến như các cái dự báo trước đây.